Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì cái tựa game này nó vừa mới update một cái vật phẩm limited mới nha các bạn. Thì nhiệm vụ của nó yêu cầu á, là các bạn phải hoàn thành một cái váy ngắn ở cái phòng thí nghiệm các bạn. Và nhiệm vụ thứ hai á, nó yêu cầu là các bạn phải thu thập được 500 cái stick, cái nghĩa là cái cuộn chỉ các bạn. Thì các bạn phải hoàn thành hai nhiệm vụ này á, thì các bạn sẽ nhận được cái vật phẩm là cái áo len M này nhá. Thì trước khi mà các bạn bắt đầu làm nhiệm vụ á, thì các bạn phải bấm vào cái chữ bắt đầu nha các bạn. Thì như mình mới đầu vào mình quen bấm vào cái chữ bắt đầu mắc, thì mình đi làm nhiệm vụ luôn thì nó không có chịu các bạn. Thì chỉ khi các bạn bấm vào cái chữ bắt đầu á và các bạn làm nhiệm vụ á thì nó mới tính cho các bạn nhé. Nên là lưu ý là các bạn vào, các bạn phải bấm vào chữ bắt đầu trước rồi mới hãy đi thực hiện nhiệm vụ nha các bạn. Thì có hai cách, một là các bạn bấm vào map xong rồi các bạn dịch chuyển đến cái phòng thí nghiệm. Hai là các bạn đi theo cái đường ở bên phía tay phải đó các bạn, như mình vừa mới đi đấy. Thì các bạn cũng có thể tới được cái phòng thí nghiệm nhé. Thì sau khi các bạn tới phòng thí nghiệm rồi á, thì các bạn phải hoàn thành cái váy nha các bạn. Nhiệm vụ nó yêu cầu là các bạn phải hoàn thành một cái váy. Nên là các bạn phải chơi cái nhiệm vụ cái váy á, thì nó mới đồng ý và nó mới cho các bạn hoàn thành nhiệm vụ nhé. Thì ngoài ra nó có áo sơ mi và những cái thứ khác nữa các bạn. Thì các bạn phải chơi cái váy thôi. Thì nó yêu cầu cái váy, mình cứ chơi cái váy là được nha các bạn. Thì để mà kiếm được cái cuộn chỉ nó nhiều nhất có thể các bạn, thì chỉ có thể chơi obby thôi nha các bạn. Thì khi các bạn chơi obby á thì nó sẽ cho các bạn rất nhiều chỉ nha các bạn. Thì để mà chơi obby mà kiếm được cái số chỉ nhanh nhất á thì các bạn nên chơi cái obby số 2 nha các bạn. Tại vì cái obby số 2 nó khá là dễ các bạn. Và nó cũng khá là ngắn nữa, thì các bạn chơi thì nó sẽ ok hơn. Thì sau khi mà mình chơi một trận obby số 2 á, thì nó cho mình 600 chỉ luôn các bạn. Thì mình chỉ cần chơi một trận thì mình đã nhận được cái vật phẩm này luôn rồi. Bên cạnh cái áo mới nhất này á, thì nó vẫn còn cái vật phẩm lần trước là cái găng tay Teddy các bạn. Thì cái găng tay Teddy này cũng khá là dễ. Thì trước khi các bạn làm nhiệm vụ á, thì các bạn nhớ bấm bắt đầu nha. Và mình muốn nói cho các bạn biết là có một cái con bét nó ở bên cạnh mình các bạn. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách lấy cái con bét này nha. Thì các bạn dịch chuyển đến cái map Wonder nha các bạn. Sau khi các bạn dịch chuyển đến map Wonder này á, thì nó sẽ có 5 cái phòng các bạn. Thì trong 5 cái phòng đó thì nó sẽ tương ứng với 5 cái con vật khác nhau. Thì 5 cái con vật đó nó có những cái bộ phận khác nhau. Thì các bạn thích cái bộ phận nào của con nào á, thì các bạn lấy cái bộ phận đó. Sau khi các bạn lấy hết 4 bộ phận cơ thể của con đó rồi á, thì các bạn dịch chuyển đến phòng số 6 nha các bạn. Sau khi các bạn đến phòng số 6 thì nó sẽ cho các bạn chọn linh hồn. Thì tại đây nó có rất là nhiều linh hồn, cũng để cho các bạn chọn lựa. Thì mỗi cái linh hồn nó có một cái chức năng riêng. Thì các bạn muốn lấy cái gì á thì các bạn lấy cái đó nha. Thì riêng mình lấy cái linh hồn có cái chạy các bạn. Thì cái này là để mình chơi obby cho nó dễ. Còn nếu mà bạn nào chơi obby xịn rồi á, thì các bạn có thể lấy cái x nhân chỉ các bạn. Có nghĩa là các bạn lấy cái nhân chỉ á, thì khi các bạn chơi thì nó sẽ cho các bạn nhiều chỉ hơn nha.
Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo. Thank you.